Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán cho nhiêu vậy nè? Dạ ngoại bán chuối hả ngoại? Ngoại bán chuối không? Dạ chuối này đâu ngoại có vậy ngoại? Mua. Mua bán lại không ngoại? Mua bán lại con. Dạ bây giờ một nải ngoại bán bao nhiêu ngoại? Này 5.000. Dạ. Chợ này 7.000. Dạ. 8.000 vậy đó. Sao rẻ dữ vậy ngoại? Vậy chứ bán mắc người ta không mua con. Dạ. Có bữa bà bán chừng 2-3 nải cái bà về rồi. Đồ. Bán mắc bán không có được. Ngày hả? Ngày mà kiếm khi không được 30.000 nữa. Dạ. Đó là tính luôn cái vốn của mình đó. Vốn luôn đó. Chứ mà mình trừ ra thì còn được nhiêu ngoài? Còn có mấy ngàn bạc đâu. Trời, thấy thương quá. Bà ngoài bán nãy là kiếm 1.000. Dạ. Mà họ không tin nữa, họ nói chuối rẻ. Dạ. Bà nói bà mua rẻ là bà mua không có được. Dạ. Người ta lợi người ta bán, mình đó hơi mắc. Dạ đúng rồi. Thành ra mua rẻ là mua không có được con. Dạ. Thành ra bà bán có ngày 2-3 nãy chuối hỏi mấy nhỏ này đi. Dạ. Rồi con... bà về. Dạ. Với bà, ngày có lời có mấy ngàn bạc. Ngày lời mấy ngàn không đủ ăn. Lời mấy ngàn còn ngoại mua gì ăn ngoại? Mua xôi. Mua xôi không ngoại? Mua xôi. Xôi cũng hết 5.000 không ngoại? Dạ, có người cho. Dạ. Rồi có mấy người đi chợ đó. Dạ. Có cô ở dưới kia. Dạ. Lần nào cô lên cũng mua cho. Cho gói xôi. Cho xôi. Rồi buổi trưa ngoại ăn gì ngoại? Buổi trưa về. Dạ. Về rồi ăn tiền cơm. Rồi tiền đâu mua gạo ngoại? Gạo á, cái bà tờ hai cà bên đây bà cho. Trời ơi, coi như rồi ta thấy ngoại thương khó khăn quá đó ha. Người này giúp một chút, người kia giúp một chút. Giúp một chút nữa. Bà cho hôm rồi đó được 20 kg gạo. 20 kg gạo, dạ vậy cũng đỡ lắm. Bà cho, thấy tội nghiệp bà lắm. Dạ. Bà thấy bà cái bà cho. Dạ. Chứ thôi mua ngày đít thì bán cũng đủ chừng không biết được lít hơn lít tới 10 mấy ngàn. Bởi vậy bán lời có mấy ngàn à? Lời có mấy ngàn. Dạ. Rồi có khi hổm cái đợt rồi hả bà lỗ hết trơn, nó thúi. Dạ. Nó hư, nó đồ bán không. Dạ. Được á, nó chín đó, nó chín. Dạ, quá mà bán không kịp. Bán không kịp nó thành ra là bị lỗ. Bị lỗ. Dạ. Lỗ hoài. Dạ. Mà ngoại mà mình bán như thế này mình có lo cho ai không ngoại? Không, bà ăn mình bà. Ông ngoại còn không ngoại? Không, ổng mất lâu lắm rồi. Dạ, còn con cháu thì sao ngoại? Con cháu nghèo lắm con ơi. Dạ. Nó đi nơi đứa hết. Dạ. Đi mà ăn không hả? Dạ. Đi xa. Dạ. Bà được 2-3 đứa vậy đó mà nó đi xa. Dạ. Thấy tội nghiệp ngoại quá à. Dạ. Thấy ngoại còn khổ hơn ngoại bên kia nữa luôn á. Không, nó là bà nhiều được nhiều. Dạ. Con đông. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Mà ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 87 rồi con. 87 hả ngoại? Trời ơi, vậy bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Cũng đỡ. Dạ. Cũng nghe ngày nào cũng phải mua liều thuốc uống vậy đó. Dạ. Ngoại tới 87 tuổi rồi hả? 87. Con hơi bất ngờ luôn á. Tuổi mèo á. Dạ. Bà 87 á. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một chú nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Sẽ tặng cho ngoại một phần quà nhỏ nhỏ để cho ngoại muốn ăn gì ăn. Hoặc là ngoại có bị đau nhức gì đó thì ngoại có thể dùng nó để mua thuốc uống để mình bớt được cái cơn đau nhức trong khoảng thời gian tiếp theo của cuộc đời này. Thì đây là tấm lòng của chú Chí con thay mặt tặng cho ngoại. Dạ. Cảm ơn con rất nhiều nha. Dạ. Dạ bây nói giờ gửi lời là cảm ơn chú Chí. Chú Chí. Dạ. Là thì, nhiều lắm. Dạ. Thì bây giờ ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Dạ, 14 tờ là ngoại biết bao nhiêu không? Trời, 700 hả? 700, trời, không phải tính hay chứ ngoại. Ngoại 80 mấy tuổi ngoại tính vậy là hay lắm luôn á. Trời ơi, ngoại minh mẫn lắm. Dạ, trời ơi, chúc mừng ngoại. Ừ. Dạ, rồi bữa rồi con đeo thêm cho ngoại nhiêu đây nữa, ngoại đếm coi được nhiêu nha ngoại. Ừ. Dạ, đây là chú Chí tặng thêm cho ngoại đó, ngoại đếm thêm đi thì ngoại. Bao nhiêu rồi? Dạ, hồi nãy là được 14 tờ rồi đó. 15. 16. Dạ. 17. 18, 19, 20. Dạ, vậy là được nhiêu ngoài? 7 triệu, 5 triệu. 20 tờ, 50 là ngoài được nhiêu ngoài?
Được 10 triệu hả? Dạ được 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Dạ. Được 1 triệu. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Vui quá vui. Dạ. Vì ăn ngon ngủ yên à. Dạ. Được nhiêu ngày ngoài ăn ngon ngủ yên được nhiêu ngày ngoài? Chắc được lâu ạ. À. Dạ lâu luôn ha ngoài. Ừ. Dạ. Vì mình ăn nhím chút. Dạ. Dạ, thấy thương không? Ừ. Dạ, sống cực quá rồi ngoại ha. Sống cực quá. Thành ra giờ nhận được vậy quý quá. Buồn á, tối ngủ không được. Dạ, tối ngủ không được không ạ? Không, nhớ vụ này vụ kia mình khổ sở rồi này dạ. Kia nọ đó. Dạ. Rồi mình ngủ không được. Dạ. À, đêm dạ. Nào cũng vậy, thức cỡ 12 giờ, thức tới sáng. Dạ. Rồi 4 giờ rưỡi cái lo đi chợ. Dạ. Bữa nào cũng y chang vậy. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một cái nha. À, ngoại có bên đạo Phật không? À, bà đạo mỗi lần nghe đạo Thiên Chúa. Dạ. À, rồi bây giờ á thì qua bên đây thì ở nhà cha mẹ đạo Phật. Dạ. À, rồi bà ở bên đây. Dạ. Vậy á. Vậy là ngoại có muốn nghe niệm, ngoại có muốn nghe niệm Phật hay là nghe giảng kinh Phật không ngoại? Có. Hổm ai cho ngoại cái máy nữa nè. Dạ, rồi ngoại nghe chưa? Nghe rồi. Mà bây giờ ngoại còn không? Còn mấy tháng nay. Dạ. Bà cho cái, bà đi đâu ngoài Đà Lạt, Vũng Tàu gì đó. Dạ. Bà mua gì bà cho cái máy bà lớn này nè. Dạ. Vậy là ngoài có rồi ha. À, dạ. Bà biểu tối bà mở bà nghe, bà dạ. Ngủ. Dạ. À. Thì con cũng hy vọng ngày hôm nay với sự giúp đỡ của chú Chí cũng đỡ được cho ngoại phần nào đó ngoài những cái buổi cơm ngon sau này. À. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng của chú Chí ngoại ha. Yeah. Nói vậy là bà cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Không biết chừng nào quên được không. Dạ. Yeah. Thôi mà mừng sức lắm khỏe con. Dạ. Dạ. Dạ, con mình xin phép con chào tạm biệt ngoại nha. À, dạ. Con về khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Gửi lời chú Chí nhiều nha. Cảm ơn ngoại. Dạ. 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 Dạ con xin phép con, nha. Con ơi. Dạ con mời ngoại ạ. À. Dạ, mình năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ, 73. Dạ, bây giờ ngoại đang làm công việc dạ, gì? Dạ, đi bán vé số á, cửa dạ. Bán cửa không qua té tại gò trơn con ơi. Dạ đâu ngoại? Đây nè, con coi nào qua tôi té nè. Cái đầu gối thì nó chưng bây giờ về nè, cái hôm dạ. Qua tao đỡ lên. Ngoại đi ngoại bị xe quẹt hay sao? Tự nhiên té vô cái sập cua người ta. À, con nghĩ là cái chân lên. Của mình đó ha. Dạ, nó đau quá, khớp dạ. Này nó teo vậy nè con nè. Dạ. Nè, nó leo về, nó phù về đi, nó phù dạ. Đi không nổi, nó té hoài luôn. Bây giờ một ngày ngoài bán được bao nhiêu tờ? Bán ngày có 60 tờ, mà đi tới chiều luôn á. Sao ngoài bán ít dữ vậy ngoài? Đi không nổi, đi có bữa đi vô bệnh viện bán, cái mệt quá, nằm ra cái ngồi cái nó xong mà lão mồ hôi hết. Cái vô mấy người mà ở trong bệnh viện, ta nói, bà sáng giờ ăn gì chưa, nó chưa. Nhà bà hạ trong khi bà đi ăn đi, cái xuống con tin, ở đi xuống với từ thiện, xin dạ. Cô Trang ăn miếng, cái nằm chừng tiếng hồ tỉnh cái đi nữa. Dạ. Mà ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho ai không? Có thằng cháu nội, mẹ nó bỏ rồi 4 tháng. Dạ. Còn ông ngoại thì sao ngoại? Đi mà vô chùa ở mất tiêu mấy chục năm nay rồi con ơi. Dạ vô chùa ở luôn. Dạ. Vậy là coi như bỏ mình ngoại với cháu luôn. Dạ. Dạ. Con có ở chung với ngoại không? Có thằng trai thứ hai nó té xe, nó mận trên Bình Dương té. Vậy dạ. Đó phải sợ anh vậy, nó cũng không được bình tĩnh. Rồi cứ đi cũng nuôi nó nữa, thành dạ. Ra bán. Nhức đầu quá nằm nhà cái nhà mổ quá nói nha có con này là con cho tiền cái gì mới ngồi mới ngồi dễ ngồi đâu nổi đâu. Dạ con hiểu rồi. Hôm dạ. Nay thì chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ dạ. Có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại dạ. Để cho ngoại đỡ vất vả dạ. Hoặc là khi mà ngoại đau nhất thì ngoại dùng số tiền ấy dạ. Mừng để mua quá trời. Thuốc uống nha. Dạ. Mừng quá con dạ. Ơi thiệt à. Đây là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại. Dạ. Ngoại đếm giùm con coi ngoại được bao nhiêu. 1,5 triệu ha. Dạ 500. Dạ, dạ. Mừng quá trời con ơi, mừng khóc luôn á con. Dạ. À, vậy mà cảm ơn chú Chí hảo tâm mà giúp đỡ cho bà có tiền bà mua thuốc men cho cháu ăn rồi bà cũng cảm ơn con. Dạ. Hảo tâm nha con. Dạ. À. Vậy thì ngoại cho con hỏi cái nữa, ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. À. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh hay nghe nghe mỗi không? Ngày luôn con. Nghe đi chùa tùm lum luôn. Nhưng ngoại có cái máy để nghe không á? À. Cái máy đi. Hồi đó mấy bà từ thiện thành phố xuống cho được giờ nó hư rồi. Dạ. Hư cái máy rồi cái nó để ra sửa tí nó hư sửa đâu được. Dạ. Vậy thì bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy mới nha. Dạ dạ. Dạ. Mừng quá trời mừng. Máy niệm Phật.
mấy nghe giảng kinh đó, nghe kinh đồ. Ngoại, ngoại lấy giùm con cái đi ngoại. Rồi, em mừng quá trời luôn rồi. Dạ. Rồi, ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng của chú Chí nha. Rồi, rồi. Rồi bệnh hoài con bệnh đủ bệnh dạ. Đại tràng rồi ấy đồ đủ hết. Ngoại gắng phục hồi sức khỏe nha ngoại. Xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn con chú Chí rồi nghe con. Cảm ơn con dồi dào sức khỏe, khỏe mạnh hoài. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, con chào ngoại nha. Dạ, con đi ạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn. Em sẽ dùng tiếp số tiền của anh Chí là 10 triệu để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Kèm theo đó là những cái máy giảng pháp mà anh ấy cũng muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ, bên trong ngoài. Dạ ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau này. Rau ngoại ha. Rau này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà ngoại? Nhà gì, ngoại trồng. Ngoại trồng. Ngoại trồng bao nhiêu lâu mới có rau bán ngoại? Thầy tháng mấy, tháng. Dạ. Cải xanh là tháng mấy ha. Xanh đẹp. Dạ. Còn ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 80 rồi. À. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Đã. Dạ, chúc mừng ngoại. Ngoài bán như thế này thì một ngày nếu mà mình trừ vốn luôn, trừ chi phí thì mình còn được khoảng nhiêu ngoài? Đây, giỏi bán bữa trăm trăm mấy nè con ơi. Dạ, ít vậy đó ngoài ha. Dạ, mà ngoài bán vậy thì ngoài có lo cho ai không ngoài? Không có đứa con một. Dạ, rồi ông ngoại còn không ngoài? Mất lâu, mất hồi năm 67 rồi. 67, dạ. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Dạ. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Cảm ơn con. Của ít lòng nhiều. Chú Chí chúc ngoại sức khỏe và muôn mai bán đắt nha. Đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho ngoại. Cảm ơn con nghe. Ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? Dạ bao nhiêu ạ? 350. Dạ 350. Chú Chí tặng cho ngoại thêm 150 là 500. Cảm ơn nói và cảm ơn chú Chí nha. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà thì ngoài cảm giác như thế nào? Cảm mừng lắm. Dạ. Đáng 4-5 ngày mới được 500. Dạ. Là quá vui, quá quý đúng không ngoại? Quý lắm. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm cái này nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh Phật hay là nghe giảng pháp không? Nghe kinh Phật có, đi chùa đậm đậm đi. Dạ, nhưng mà ngoại có cái máy để nghe không ngoại? Không có luôn. Nhưng mà ngoại có thích nghe không? Thích nghe. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Thì cảm ơn con nha. Dạ, dạ, cũng như là máy niệm Phật nha. À. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí. Ngoại lấy giùm con đi ngoại. Cái mày hết rồi. Dạ. Dạ. Còn ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Dạ. Giúp đỡ cho cô. Dạ. Thì hy vọng. Cảm ơn. Với tấm lòng của chú Chí, chú Chí cũng sẽ giúp cho ngoại ha, đỡ vất vả trong vài ngày sắp tới. Dạ, rồi con xin phép chào ngoại, chúc ngoại quay bán đắt nha. Dạ chưa. Đúng không? Cái đông rài là không có. Dạ con chào ngoại. Nghe con. Dạ ngoại quay bán gì vậy ngoại? Đây nè, có nhiều đây nè. Dạ. Ngoại bán rau muống. Rau muống. Cái này là gì ngoại? Cái này bông xương lụa. Dạ cái này là gì ngoại? Nhãn lồng. Dạ, ngoài bán có 4 món thôi. À, dạ. Ngoài năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Dạ. Những cái rau này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay không? Không, đi... của nhà. Là ngoại đi hái ha. À, dạ. Ông đi hái thì này tôi bán. Dạ. Cái này mà nếu mà ngoại mày bán được hết thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Theo bán hết cũng được vài chục ngàn à. Ít dữ vậy không ngoại? Không có nhiêu đâu. Dạ. Còn ngoại bán như thế này thì ngoại mua gì để ăn cùng gia đình ngoại? Dạ không, không có mua đồ ăn, ở nhà có. Ở nhà có đồ ăn đâu ra vậy ngoại? Ăn con nó mua, nó nuôi một hồ cá luôn. À dạ, vậy là coi như là ngoại chỉ để dành thôi. Để dành ăn đó. Còn gạo thì sao ngoại? Gạo mình mua. Dạ. Một giờ lần. Hết ruộng rồi. Một lần ngoại mua bao nhiêu ký ngoại? 50 ký. À dạ, mua lần ăn bao lâu ngoại? Ăn chắc cũng gần cả tháng à. Dạ. Vậy là coi như nhà ngoại cũng đông hen. Có hai vợ chồng với hai cha con, cháu nội với thằng cha nó. Dạ. Rồi mẹ như... nó bỏ rồi lấy chồng khác. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Rồi. Bây giờ một ngày là ngoại lời có mấy chục ngàn thôi. Ừ, có gì đâu. Vậy ít quá ngoại hen. Ừ. Dạ.
Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Yeah. Bữa nay là gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con xin phép một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Yeah. Có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì củ ít đồng nhiều. Yeah. Thì chú ấy là chú Chí. Yeah. Và ở bên Mỹ có phần quà lì xì tặng cho ngoại trong ngày hôm nay. Trời ơi, vậy cảm ơn. Dạ. Dạ, ngoại đếm xem mình được bao nhiêu ngoại. Trời ơi. Dạ. Dạ, ngoại đếm thử rồi được nhiêu ngoại. 2 1 2 Dạ. 300. Dạ. Chú Chí tặng cho ngoại 400. Rồi. Dạ. Bữa con nay tên Chí hả? Dạ không, con là tên Minh. À. Nhưng mà con thay mặt chú Chí ở Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại. Tại vì chú ấy thương những người lớn tuổi. Yeah. Như là cha của mẹ của mình vậy đó. Ừ. Nhưng mà chú ấy thì ở xa, thành ra không. Yeah. Có gửi quà được. Rồi. Thành ra con thay mặt chú ấy để rồi kèm. Rồi, vậy cảm ơn nhiều. Dạ. Kèm theo cái lời chúc ăn được rồi. Dạ. Kèm theo lời chúc sức khỏe ngoại. Dạ. Nói hỏi thăm cảm ơn nhiều nghe. Dạ. Rồi hôm trước ngồi bài quán đây nè, có nhiều tiền đâu. Rồi sao ngoại? Tôi móc túi. Trời ơi thiệt chứ. Không biết có nhiều. Tàn nhẫn đi. Mà không có ai chứ. Ngồi. Dạ. Có một mình bà đó hả? À. Dạ. Cũng dặn tôi vậy đó. Dạ. Này, chị ơi, bán bịch sữa đũa nó nhiều rồi ạ. Cái mình nói 10.000 chị. Cái nó lấy cho tôi. Cái ba đưa 10.000 mình bỏ vô túi rồi lỡ mất tiêu cái bà tôi bóp cho. Giống mà, như ngoài bị bỏ bùa vậy nó hiên. Dạ. Dạ. Trời ơi, thì cũng tức khó biết. Dạ. Nào giờ mới mất. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà mày cảm trời giác ơi, như thế nào ngoài? Mừng hết biết mừng luôn. Mừng quá không mày ha. Dạ, trời dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Ngoài ơi, ngoài cho con hỏi thêm cái này cái nữa nha. Ngoài có bên đạo Phật không? Dạ đạo Phật. Dạ. Từ đó tới giờ ngoài có thích nghe kinh hay là nghe giảng pháp? Dạ, không chịu đi. Dạ, nhưng mà ngoài có thích nghe không? Không chịu. Dạ không chịu ha. Dạ, tại vì bữa nay con tính thay mặt chú Chí tặng cho ngoại một cái máy niệm Phật với cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ, không dạ. Chịu. Dạ rồi. Bị có người chị dựa nhưng không chịu đi, tự nhiên cái không chịu đi vậy đó. Dạ được, dạ được, không sao. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng dạ, cho ngoại nha. Trời ơi. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Trời ơi, cảm ơn nhiều. Trời ơi. Dạ. Chú Chí chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Có một bữa cơm ngon miệng. Ông 72 tuổi rồi mà ông đi mò đi bắt nè. Dạ. Cua, dạ. Ốc. Dạ, thế tội nghiệp quá. Lần này 70 thì sáng ra cái chỗ xe nè. Dạ, à mới đi xe đạp. Đó, dạ. Hai bên hai vỏ rồi đạp đi mấy dạ. Cây số. Chú Chí chúc ngoại duyên sức khỏe. Trời ơi, nói nghe. Dạ, mua mai bán được hơn nữa nghe. Trời ơi. Xin phép chào ngoại nghe. Trời, cảm ơn nhiều nói dạ. Nghe. Dạ, cảm ơn ngoại. Trời ơi, trời. Dạ. Xin phép chào ngoại rồi, nghe. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ngoại. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn. Em sẽ dùng tiếp số tiền của anh Chí là 10 triệu để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Kèm theo đó là những cái máy giảng pháp mà anh ấy cũng muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Có thể là về tâm an đó cô chú chị, thân tâm mà an lạc trong cái độ tuổi xế bóng xế chiều. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đến một cái ngôi chợ có tên là chợ Mỹ Huê, nằm tại ngay thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nó nằm ngay cái khúc mà cái cua ngay chỗ mà hướng quốc lộ 53 chúng ta sẽ đi xuống Trà Vinh đó cô chú anh chị, chỗ của cái cua chỗ này. Ở đó thì đi ra đó chắc khoảng là 2 cây số thì khoảng hơn 1 cây số thì sẽ tới chợ Càng Long. Tuy nhiên thì ngay chỗ khúc cua trong này là cô chú anh chị đi thẳng xuống thứ này á, thì sẽ tới là thị trấn thành phố Trà Vinh. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chợ Mỹ Huê chúng em để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi hoặc là những hoàn cảnh khuyết tật để em sẽ thay mặt anh chị gửi đến cho bà con khó khăn tại đây. Dạ, chắc có lẽ là phải vô đường từ đường này thì bạn. Chợ này thì chắc chắn là một cái ngôi chợ nó cũng tương đối khá là nhỏ rồi cô chú anh chị, tại vì chợ Càng Long nó cũng cách đây khoảng 1 cây số thôi thì nó cũng rất là đông người bán.
Tuy nhiên thì bữa nay em cũng gieo duyên đến với những hoàn cảnh lớn tuổi tại khu vực nhà này với tấm lòng của anh chị. Dạ, bên chào ngoại. Có chiêu. Dạ, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau mà. Rau ngoại ha. Rau này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà ngoại? Nhà gì, ngoại trồng. Ngoại trồng. Ngoại trồng bao nhiêu lâu mới có rau bán ngoại? Thầy tháng mấy, tháng. Dạ. Cải xanh là tháng mấy ha. Xanh để... Dạ. Còn ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 80 rồi. À. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Đã. Dạ, chúc mừng ngoại. Ngoại bán như thế này thì một ngày nếu mà mình trừ vốn luôn, trừ chi phí thì mình còn được khoảng nhiêu ngoại? Đây, giỏi bán bữa trăm mấy rồi con ơi. Dạ, hết vậy đó ngoại ha. Dạ, mà ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Không có đứa con một. Dạ, rồi ông ngoại còn không ngoại? Mất lâu, mất hồi năm 67 rồi. 67, dạ. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Dạ. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Cảm ơn con. Của ít lòng nhiều, chú Chí chúc ngoại sức khỏe và muôn mai bán đắt nha. Đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho ngoại. Cảm ơn con nghe. Ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? Dạ bao nhiêu ạ? 350. Dạ 350. Chú Chí tặng cho ngoại thêm 150 là 500. Cảm ơn nói cơ và cảm ơn chú Chí nha. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Cảm mừng đó. Dạ. Bán 4-5 ngày mới được 500. Dạ. Là quá vui, quá quý đúng không ngoại? Quý đó. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm cái này nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh Phật hay là nghe giảng pháp không? Nghe kinh Phật có, đi chùa đầm nào cũng đi. Dạ. Nhưng mà ngoại có cái máy để nghe không ngoại? Không có. Nhưng mà ngoại có thích nghe không? Thích nghe. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Thì cảm ơn con nha. Dạ, dạ. Cũng như là máy niệm Phật nha. À. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí. Ngoại lấy giùm con đi ngoại. Cái mày hả con? Dạ. Dạ. Còn ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Cảm ơn chú Chí. Dạ. Giúp đỡ cho cô. Dạ. Thì hy vọng cảm ơn. Với tấm lòng của chú Chí. Chú Chí cũng sẽ giúp cho ngoại ha, đỡ vất vả trong vài ngày sắp tới. Dạ. Rồi con xin phép dạ, chào ngoại. Dạ. Chúc ngoại quay bán đắt nha. Dạ chưa. Để em đi vòng chợ thì ngồi chút xíu em mới quay trở lại được. Dạ. Con chào nội. Dạ nội ơi, nội cho con thêm mặt được không nội? Dạ. Mà vậy là bằng cô thôi hen. Cô nhỏ năm nay 69 tuổi hả? 69, ờ vậy là cô cũng lớn rồi đó chứ. Dạ. Dạ. Cô ơi, cô đang bán gì vậy cô? Bán đồ chuối ở nhà vậy nè. Dạ, chuối với bông lục bình hả cô? Dạ. Ồ, bông lục bình đẹp quá cô chú anh chị ơi. Dạ. Con xin phép nha. Dạ. Cái bông lục bình này là mình để mình làm gì ăn vậy cô? Ăn mắm. Ăn mắm đó hen. Dạ, còn mình ăn sống được không cô? Nghĩa là ăn sống con chấm mắm hoặc là cá chiên đó. Dạ. Vậy là mấy cái bông này là cô đi hái hả? Hái của nhà cô á. À dạ, là cô xuống mương cô hái. Tại vì mương sâu cô lấy cái cây tre cô bắt cây cầu. Dạ. Cả con không ha. Dạ. Dạ lớn hơn con mới 37 tuổi thôi. Còn chú Chí chắc lớn nha. Dạ chú Chí thì lớn hơn. Dạ. Vậy là coi như là chuối thì cũng ở nhà luôn hả cô? Dạ. Bà cảm ơn chú Chí nhiều lắm nha con. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Bây giờ một nải chuối thì mình bán được bao nhiêu cô? Cái này thì khoảng 5 ngàn, 7 ngàn, 5 ngàn. Dạ. Đó cũng vậy. Dạ. Còn cái này thì nó mắc hơn 10 ngàn. Dạ, vậy là rẻ như vậy đó hen. Rẻ. Dạ. Còn một ngày mà nếu mà mình bán như thế này thì mình trừ chi phí luôn mình còn được bao nhiêu cô? Cô chừng 100 trở lại không có nữa. Vậy ít vậy hả cô hả? Ờ, của cô đồ nhà không. Dạ. Với chuối rồi nó rẻ lắm. Dạ. Mà cô bán như thế này thì cô có lo cho ai không? Không, con của cô thì nó có gia đình thành hết rồi. Dạ. Gả cưới hết rồi. Dạ, con chú thì còn không luôn? Còn ở nhà thì cũng làm giường vậy đó. Dạ. Dạ, lời quá trời ít luôn nha. Cô chú chị xem bông lục bình cô là cắt đẹp lắm, nó nở đều lắm nè. Dạ. Dạ rồi, thì bữa nay gặp cô là một cái duyên nha. Dạ. Thì bữa nay con cũng sẽ xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ cũng tặng cho cô một cái phần quà nho nhỏ. Dạ. Dạ thì cũng ít lòng nhiều nha. Dạ. Thì chú Chí chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ.
đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn chú Chí. Dạ. Dạ cô đếm xem thử là chú Chí tặng cô bao nhiêu. Dạ bao nhiêu ạ? 400. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Cô mừng tại vì cô đi bán gì là cỡ chừng 50 ngày thì mới được nhiêu đây. Dạ. Dạ, chị về thì quá quý ha. Dạ. Cảm ơn chú Chí. Dạ. Cô cho con hỏi thêm cái nữa là cô có bên Phật giáo không? Có, cô đạo Phật. Dạ, mà cô ông bà. Dạ, mà nào giờ cô có máy nghe pháp hay là máy giảng kinh không cô? Cô không có cái máy đó nhưng mà cô cũng muốn nghe. Cô muốn nghe. Vậy con xin chú Chí tặng cho cô nghe. Dạ. Cái này có cái Dạ nó có cục sạc ở trong đó luôn đó ngoài. Nó có đầy đủ hết. Dạ, cô lấy giùm con một cái đi. Tấm lòng của chú Chí đó. Dạ, tặng cho cô. Dạ. Lần nữa thì cô nhắn gửi gì với chú Chí không? Cô cảm ơn chú Chí đã cho cô một phần quà vậy là quý. Cô cảm ơn rất nhiều. Dạ. Chú Chí cũng chúc cô ha sẽ bán được đắt hàng hơn nữa. Dạ. Với có một cái buổi cơm ngon cùng với gia đình của mình. Dạ. Trong vài ngày sắp tới ha. Rồi cảm ơn con ha. Dạ, rồi, xin phép cho cô nghe. Bầu đã nghèo. Dạ. Như cô chú anh chị thấy chợ này mặc dù là vắng cái người đi chợ, vắng cái người bán nhưng mà xem ra thì cũng dạ, có người lớn tuổi đó. Chị bán ở ngoài vòng, chị bán vòng vòng đi, khi nào em đi hết chợ em mới 500 em mới tính được nha. 15 ngàn. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại bán trái đó trái gì ở ngoài? Trái này là trái quýt. Dạ dạ. Bún đường. Quýt đường, quýt đường không ngoại? Dạ. Ngoại. Dạ. Con này đu đủ. Đu đủ. Dạ. Còn cái trái bầu. Dạ. Còn rau. Rau. Trời, rau của ngoại sắp rau. Đẹp quá ngoại. Rau này rau tập tàn đó. Dạ. Đẹp quá trời luôn mà tươi ngon như thế này. Tươi nè. Đó, tươi dạ. Đó. Con thấy ngoài bán cũng nhiều loại quá hen. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Được 68 tuổi. 68 hả ngoại? Dạ. Rồi bình thường là một mấy cái rau này với mấy cái củ này là ngoại mua đi bán lại. Chỗ ức chú kìa. Dạ, ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà? Dạ. Còn hồng già mua. Dạ. Rồi cái đủ đó cũng cách thân mình mua. Dạ. Rồi mua cũng mới mổ. Dạ, nói chung thì cũng tùy loại. Dạ, đúng không ạ? Cái này là của nhà đi hái cực khổ lắm. Dạ, là ngoại đi hái luôn đó hả ngoại? Đi hái trời nắng chăng cha, rồi hôm này bị viêm họng. Hái đi trời nắng quá trời đó, nắng cái muốn bệnh luôn. Dạ. Còn ngoại hái bao lâu thì mới được một cái rổ rau như thế này ngoại? Trời ơi, có khi đi này là phải là đi chồm vô trong đó, cỏ cây rồi nó bò rồi hái. Dạ. Thì với hái đi có mấy tiếng hồ à. Dạ. Có bao giờ gặp gán gít không mày? Trời ơi, thấy con đó đã chạy rồi. Dạ, dạ con đó chạy ngoại hay ngoại chạy? À, sợ nhất là con đó. Dạ. Thấy con rắn rất là thấy con đó lại sợ rồi không dạ. Dám lợi tới nữa. Chỗ dạ. Nào mà thấy con rắn mà nó nằm trên nhánh cây là rồi thôi khỏi lợi luôn. Sợ. Dạ. Vì sợ con đó dữ lắm. Dạ. Mấy cái rau này bây giờ mày bán bao nhiêu một ký ngoài? Cái này giờ cũng nhiều bó, chị bán 5.000 bó vậy nè. 5.000 bó. Dạ. 5.000 bó vậy đó. À, trời nhiều dữ vậy ngoài. Cái nào cũng 5.000 á. Dạ. Cái này trong này với 5.000 bó, 5.000 bó không. Dạ. Vậy bình quân mà một ngày mà ngoại bán cái này ngoại trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu ngoại? Trời ơi, có nhiêu có bữa ế mình kiếm chừng 50 ngàn bán. Ít dữ vậy đó hả ngoại? Ế á. Dạ. Còn như rau này, theo như rau này bán hết chắc được 30 ngàn. Dạ. Còn ngoại bán vậy thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Trời ơi, cả gia đình. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Còn. Bây giờ ngoại ở chung với ai ngoại? Ở chung với ổng với hai đứa, hai vợ chồng nhỏ nó đi làm. Dạ. Đi công ty nó mai vậy đó. Dạ, vậy thu nhập cũng không có được bao nhiêu nghe. Đâu có nhiều đâu, lo cho con nó ăn học chứ cũng không có. Thành ra là ngoại mới gán đi ra bán như thế này ha. Bán ngồi vậy cực khổ lắm. Dạ. Bây
già rồi nhiều khi đau bệnh nhức nhối, sáng rồi thức dậy không nổi nữa. Dạ, nhưng mà cũng gán. Thì cũng ráng. Dạ. Giờ kiếm đồng tiền cũng cần thân. Dạ, rồi mà ngoài dạ. Bán tới mấy giờ ngoài mới nghỉ ngoài? Ừ, trước này là 8, 9 giờ là về, trời không dạ. Dám ở lâu, trời nắng quá, không dạ. Dám ở. Chứ phần huyết áp, có huyết áp nữa rồi, dạ. Rồi thành ra không dám ở. Với lại con thấy hình như chợ này cũng hơi vắng phải không ngoài? Vắng, vắng ế, lúc này vắng ế. Dạ. Từ hôm Tết nay vắng ế quá trời. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Ừ. Thì hôm nay cũng chia sẻ với ngoại nha. À. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. À. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm. Ừ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. À. Có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại. Trời ơi. Thì cố ít làm nhiều. Dạ. Chú Chí chúc ngoại sức khỏe. Ừ. Và ấm lòng ngon miệng cùng với tấm lòng của chú ấy. Dạ. Và đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con xem ngoại được bao nhiêu. Cảm ơn thay mặt rồi cũng cảm ơn nhiều, rất là nhiều. Dạ. Rồi sống vui vẻ, năm mới này cũng dồi dào sức khỏe. Dạ. Ha. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại phải nhiều, có được nhiều tiền. Đặng dư cho đặng dư cho ngoại nữa. Dạ. Đây, bây giờ đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con mình được bao nhiêu. Rồi cũng cảm ơn thay mặt, cảm ơn nha. Dạ. Thôi thôi khỏi đếm. Dạ dạ đếm, đếm. Dạ phải đếm, phải đếm. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạ 8 là được bao nhiêu mày? 8 tờ. Dạ 8 được tờ nhiều. Là 400. Dạ. Đấy. Bữa nay mày nhận được phần quà này mày cảm dạ, giác như thế nào? Vậy là cũng vui vẻ. Dạ. Thấy dạ. Vậy với ngoài cũng đời đời thấy vui vẻ cũng như là thấy hái rau này thấy là hôm nay là thấy được quán được nhiều tiền. Dạ. 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 Ngoại cho con hỏi thêm một cái này nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Có bên, dạ. Bên đạo Phật. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay là máy giảng pháp không? À, không, không có máy mà nhiều khi có thằng con á có khi ở đêm nó ngủ không được. Cái nó bắt bên kinh đọc kinh rồi dạ. Giảng đạo cho mình nghe mình dạ. Hiểu vậy đó. Mà ngoại thích không? Thích. Thích rồi, rồi có gì thích rồi có lúc đó nó mòn mỏi quá thôi con ơi tắt ngủ đi dạ. là ngoại ngủ. Còn nếu mà phải nghe đọc hoài thì đàm mòn đọc hoài. Có nhiều khi đọc hoài nó thôi con ơi tắt đi con. Dạ. Giờ cũng khuya rồi cho mẹ ngủ rồi sáng mẹ đi bán. Dạ. Thì bữa nay con sẽ xin chú Chí là người tặng lì xì cho ngoại tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Nhưng ngoại nhận không? Nhận. Dạ. Ngoại cũng thích nghe lắm. Dạ. Hôm nay ngoại nhận, ngoại lấy giùm con một cái ở trong cái ba lô con nè. Dạ. Để lại hơn. Dạ để lại giống nhau hết rồi. Vậy là ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không người đã tặng cho mình đó. Giờ cũng giờ con thay mặt hen dạ. Cho ngoại gửi lời thăm chú dạ. Cũng như là cho ngoại một món quà nho nhỏ như vậy dạ. Vậy là ngoại cũng quý báu dữ lắm dạ. Ít có được như vậy dạ. Nói ngoại là gửi lời chúc chú dồi dào sức khỏe sống mãi mãi nha. Dạ. Sống mãi mãi sống mãi dạ. Mãi ngoại thì điều ngoại thì không có lời lẽ gì dạ. Mấy dạ. Như ngoại cũng có bấy nhiêu thì ngoại chúc bấy nhiêu dạ. Dạ. Dạ nói hết lời của ngoại ra là ngoại được nhiêu là chúc nhiêu dạ. Dạ cảm ơn ngoại vậy ngoại cũng chúc con dạ. Nha. Con cũng sống mãi mãi nha dạ. Sống tới 100 tuổi già lớn à dạ vậy là có 100 tuổi thôi con chứ con tính đâu mãi mãi là tới 1000 tuổi hay gì 100 tuổi được kìa con dạ thì chú Chí cũng chúc ngoại ha giữ gìn sức khỏe của mình bán được đắt hàng hơn nữa với tấm lòng của chú ấy cũng như là có một cái buổi cơm ngon cùng với gia đình của mình nha dạ rồi con xin phép nhiều khi ngoại cũng vất vả lắm dạ đi chị hang là trưa là nắng nằm ngủ một chút xíu là ngoại đi hái rau rồi dạ hái nhiều khi đi vô vườn người ta mình xin chỗ nào mà sạch với chó không đến á là các bữa nay là hơi thiếu món rau dịu nữa dạ dạ ngoại duy anh sức khỏe dạ, nha dạ, con xin phép dạ. Con đi nha dạ, dạ. Bye bye dạ con chào ngoại bye bye dạ. Em
cũng hơi bất ngờ, chợ không đông nhưng mà người già cũng khá là nhiều. Em mới đi vô chút xíu thôi mà em đã thấy được ba hoàn cảnh rồi. Đây là một cái điều cũng khá bất ngờ đối với em luôn á. Dạ con chào ngoại. Nghe con. Dạ ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Đây nè, có nhiều đây nè. Dạ, ngoại bán rau muống. Rau muống. Cái này là gì ngoại? Cái này bông xương đũa. Dạ cái này là gì ngoại? Nhãn lồng. Dạ ngoại bán có 4 món thôi. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Dạ. Những cái rau này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay không đi... của nhà là ngoại đi hái ha? Dạ. Ông đi hái đèn này tôi bán. Dạ. Cái này mà nếu mà ngoại mày bán được hết thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Theo bán hết cũng được vài chục ngàn à. Ít dữ vậy hả ngoại? Không có nhiều đâu. Dạ. Còn ngoại bán như thế này thì ngoại mua gì để ăn cùng gia đình ngoại? Dạ không, không có mua đồ ăn, ở nhà có. Ở nhà có đồ ăn đâu ra vậy ngoại? Ăn con nó mua nó nuôi một hồ cá luôn. À dạ, vậy là coi như là ngoại chỉ để dành thôi. Để dành ăn đó. Còn gạo thì sao ngoại? Gạo mình mua. Dạ. Một giờ lần... hết ruộng rồi. Một lần ngoại mua bao nhiêu ký ngoại? 50 ký. À dạ, mua lần ăn bao lâu ngoại? Ăn chắc cũng gần cả tháng à. Dạ. Vậy là coi như nhà ngoại cũng đông ha. Có hai vợ chồng với hai cha con, cháu nội với cha đó. Dạ. Rồi coi như nó bỏ rồi lấy chồng khác. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Rồi. Bây giờ một ngày là ngoài lời có mấy chục ngàn thôi. Ừ, có gì đâu. Vậy ít quá ngoại hen. Ừ. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay là gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con xin phép một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Có một cái phần quà nhỏ nhỏ có muốn tặng cho ngoại. Thì củ ít đồng nhiều. Dạ. Thì chú ấy là chú Chí. Dạ. Dạ ở bên Mỹ. Có phần quà lì xì tặng cho ngoại trong ngày hôm nay. Trời ơi, vậy cảm ơn. Dạ. Dạ ngoại đếm xem mình được bao nhiêu ngoại. Trời ơi trời. Dạ. Dạ, ngoại đếm thử coi được nhiêu ngoại. 2 1 2 Dạ. 300. Dạ. Chú Chí tặng cho ngoại 400. Rồi. Dạ. Bữa nay tên Chí hả? Dạ không, con là tên Minh. Nhưng mà con thay mặt chú Chí ở Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại. Tại vì chú ấy thương những người lớn tuổi. Dạ. Như là cha của mẹ của mình vậy đó. Ừ. Nhưng mà chú ấy thì ở xa, thành ra không. Dạ. Có gửi quà được. Rồi. Thành ra con thay mặt chú ấy để rồi kèm rồi, vậy cảm ơn nhiều. Dạ. Kèm theo cái lời gạo chúc ăn được rồi. Dạ. Kèm theo lời chúc, sức khỏe ngoại. Dạ. Dạ. Nói hỏi thăm cảm ơn nhiều nghe. Dạ. Trời, hôm trước ngồi bày quán đây nè, có nhiều tiền đâu. Rồi sao ngoại? Tôi móc túi. Trời ơi thiệt chứ. Không biết nhiều. Tàn nhẫn đi. Mà không có ai chứ. Ngồi. Dạ. Có bệnh bà đó hả? Dạ. Cũng dặn tôi vậy đó. Dạ. Này, chị ơi, bán chuột bịch sữa đũa nó nhiều vậy? Cái mình nói 10 ngàn chị. Cái nó lấy cho tôi. Cái ba đưa 10 ngàn mình bỏ vô túi thì lợi mất tiêu cái bơi tôi bóp cho. Giống như ngoài bị bỏ bùa vậy nó hen. Dạ. Dạ. Trời ơi, thì cũng tức khó biết. Dạ. Nào giờ mới mất. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà mày cảm giác như thế nào mừng, ngoài? Mừng hết biết mừng luôn. Mừng quá không mày ha. Dạ, trời dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Ngoài ơi, ngoài cho con hỏi thêm cái này cái nữa nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Dạ đạo Phật. Dạ. Từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh hay là nghe giảng pháp? Dạ, không chịu đi. Dạ nhưng mà ngoại có thích nghe không? Không chịu. Dạ không chịu ha. Dạ. Dạ. Tại vì bữa nay con tính thay mặt chú Chí tặng cho ngoại một cái máy niệm Phật với cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ không, không dạ. Chịu. Dạ rồi. Bị có người chị ở giữa nhưng không chịu đi, tự nhiên cái không chịu đi vậy đó. Dạ được, dạ được, không sao. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng dạ, cho ngoại nha. Trời ơi. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Trời ơi, cảm ơn nhiều. Trời ơi. Dạ. Chú Chí chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Có một buổi cơm ngon miệng. 72 tuổi rồi mà ông đi mò đi bắt nè. Dạ. Cua, dạ. Ốc. Dạ, thấy tội nghiệp quá. Thằng này 70 thì sáng ra cái sổ uống xe nè. Dạ, à mới đi xe đạp đó, dạ. Hai bên hai vỏ rồi đạp đi mấy dạ. Cây số. Chú Chí chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Trời ơi, nói yeah. Dạ, mua mai bán được hơn nữa nghe. Rồi, xin phép chào ngoại nghe. Rồi, cảm ơn nhiều nói dạ. Vậy. Dạ, cảm ơn ngoại. Trời ơi, trời. Dạ. Xin phép chào ngoại rồi, nghe. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Mấy cá. Dạ, ngoại bán có mấy con thôi vậy đó hả ngoại? Mấy con, không ai đâu. Dạ, cũng không có ai mua luôn hả ngoại? Ai cá này ở đâu ngoại có vậy ngoại? Ở
bán điện cho con cho tôi không có. À vậy là con ngoại đi bắt. Rồi sau đó ngoại ra bán. Cho nó mà nãy giờ bán được con còn. Dạ, bây giờ 1 kg được bao nhiêu ngoại? Có 40 ngàn hả? Dạ, nhưng mà ngoại bán xong thì con ngoại sẽ cho ngoại bao nhiêu ngoại? Nó cho nhiêu lấy nhiêu thôi. Thường là ngày nào ngoại cũng bán không? Không có. Lâu lâu nó bán được chứ đâu có bán. Vậy là lâu lâu có cá mới bán. Tôi ở nhà. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 77 rồi, dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ạ? Trời ơi, nay sụn vai sụn. Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi con mắt bên đây của ngoại, ngoại còn thấy đường không? Con này dạ. Thì nó yếu. Con này thì tôi mổ 3 lần rồi. À, mổ 3 lần thôi ngoại. Bên đây thì nó hơi yếu. Con này thì nó kêu tôi đi mổ chuột cái hộp gì lại mà cũng nghe đặt trên thẻ trước đó. Dạ. Rồi nó vợ nó cũng thấy là tôi sợ. Đau dạ. Quá, mổ đợt trước mổ lại 2 lần. Dạ. Thì bữa nay thì đầu tiên là con sẽ mua hết cá này cho ngoại. Để con xin chú Chí mua hết cá này cho ngoại. Cái thứ hai nữa là không biết là ngoại bưng cá này nổi ra ngoài bờ sông để cho con phóng sanh không? Nổi chứ. Dạ nổi ha. Dạ. Vậy bây giờ con mời ngoại cân ký giùm con nha. Rồi con mua hết cho ngoại để ngoại về sớm nha. Dạ. Dạ. Coi cái bịch con rác không? Mấy cá đó luôn con. Tại vì ngoại lớn tuổi em mới mua. Dạ. Dạ. Chứ em cũng không có tính phóng sanh. Dạ. Bỏ xuống cho nó má ơi má. À dạ cái bọc nó lủng. Đúng rồi. Dạ. Dạ coi chừng ngoại ơi. Dạ. Nó đụng vô mấy cái gai nó chịu không nổi đâu. Dạ. Sao ấy nữa chị hả? Cô chừng ngoại ơi, nó đâm vô gai ngoại ơi, ngoại ơi. Ôi, chị với nó đâm là nhất rồi. Trời ơi, xuống nóng lạnh qua ngày. Dạ, vậy là ngoại cũng bị đâm rồi hen. Đâm qua nè, nói. Đâm qua luôn trời, đâm qua nóng lạnh luôn rồi. Nóng lạnh ngày qua bữa nó nhất. Dạ. Giờ này đỡ rồi. Bị qua không có chặt ngạnh nè, cô không quen mà. Dạ. Coi như là bắt sao là y thinh vậy đó. Ừ. Dạ. Tội nghiệp, trời ơi. Dạ. Giờ nói ông mừng biết bao nhiêu nữa. Cảm ơn ngoại. Dạ. Đây này, chị dạ ngoại cân đi ngoại. 5 kg này hết. Cân 5 kg chắc không đủ quá. À đủ, giờ đủ. Đủ. Có 3 kg mấy à. 3 kg rưỡi. Dạ rồi bưng ra xong nha ngoại. Dạ, ngoại bưng ra xong nha. Dạ đây nè ngoại. Đi ra cho ông xã. Không xin. Con nghiệp. 3,5 kg, 3 kg là có 120, với cái kia được có 20 nữa là 140, có 140 ngàn. Mà ngoài ngồi sáng giờ luôn. Chỗ này là chỗ làm nghề dịch. Được không ngoại? Được không ngoại ơi? Còn nếu không được thì thôi thả từ trên đây thả xuống cũng được ngoại ơi. Ừ, ghê quá vậy ngoại. Trời ơi ngoại đi còn hay hơn con nữa luôn á. Dạ. Hôm nay thì chú Chí hữu duyên với các vị nha. Thả các vị về sông nước nha. À, các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn nha. Dạ. Trời ơi ngoại 77 tuổi mà ngoại leo quá khỏe luôn, em thì không dám ra luôn chứ gì. Dạ dạ ngoại cứ đổ lại xuống giùm con, ngoại đổ qua đây nha ngoại. Dạ ngoại đổ qua đây giùm con. Dạ. Dạ rồi. Mấy chục cái bọc luôn. Dạ, thôi. Lên được không ngoại? Dịnh dịnh. Được không ngoại dịnh con này, ngoại dịnh con. Dạ được ha. Rồi ngoại lên chỗ đó. Không la gì trơn. Dạ không sao, ướt thì nó cũng khô thôi.
Cô chú anh chị thấy là chợ vắng như thế này không có đông, tại vì đa số người ta tập trung ở dưới chợ, chợ lớn ở dưới kia rồi. À, vậy là khỏe rồi ngoại ha. Bữa nay con giao nhiệm vụ cho ngoại là ngoại đã bán hết rồi hen. Ơi trời ơi, cô chị ngoại, ghế. Thì đầu tiên thì coi như là 3,5 kg thì là 140.000. Thì con xin chú Chí ở Mỹ là mua hết cho ngoại là ngoại khỏi thói nha. Đó, thì cái đó là đầu tiên là chú Chí trả tiền cá cho ngoại nha. Dạ. Dạ. Cái thứ hai nữa thì con muốn chia sẻ với ngoại á là ngày hôm nay là gặp ngoại là một cái duyên. Là chú Chí là người mua cá cho ngoại, là hiện tại đang sống ở Mỹ. Thì chú ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà còn phải đi mưu sinh kiếm từng ngàn ở ngoài chợ. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt chú ấy tặng cho ngoại một phần quà, và một phần quà riêng đã để cho ngoại để dành khi nào mà có đau nhức hay là có những cái chuyện gì mà cần dùng tới. Dạ, đau nhức hay ngoại ha. À, để cho ngoại đi chích thuốc dạ, nha rồi mà. Hoặc là mua thuốc uống nha ngoại. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí ở tại Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. Ngoại đếm xem giùm con coi chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Ăn nhiều Út ơi. 550. Dạ bao nhiêu ạ? À? 550. Dạ, vậy bữa nay ngoại nhận được phần quà này từ tấm lòng của chú Chí thì ngoại cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú Chí. Ly chi. Nhưng mà dạ. Nghe. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm cái nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Đạo Phật. Dạ. Đạo Phật này nghe. Ngoại có thích nghe kinh Phật hay là máy? Đại giờ ngoại có máy nghe kinh Phật hay là máy niệm Phật không ngoại? Không có máy gì hết trơn, chỉ lấy sách ra mình đọc vậy. Dạ, nhưng mà ngoại có thích nghe không? Nghe qua tối vô mùng là lấy coi chừng nào buồn ngủ rớt sách thôi. À, giờ là ngoại thích nghe ha. Chứ không đi chùa đâu. Dạ. Bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ, vậy con cảm ơn. Quá dạ. Mừng lắm à. Dạ, thích, còn thích hơn tiền nữa không ngoại? Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho ngoại. Ngoại lấy giùm con một cái đi ngoại. Cái nào vậy hả? Dạ giống nhau hết ngoại. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chú Chí nhiều nha. Dạ. Chú Chí chúc ngoại ha. Để sức khỏe phục hồi được phần nào hay phần đó. Dạ. Với là chúc ngoại ngủ ngon với cái máy niệm Phật cũng như là nghe giảng kinh Phật. Rồi cái này là hết pin để vô hay sao? Dạ có cái cục sạc ở trong đó ngoại. Dạ, sạc điện đó nha. Dạ, rồi thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng ngoại nha. Cảm ơn chú Chí nhiều nha. Dạ. Cảm ơn cậu luôn. Cảm ơn ngoại. Dạ. Chúc ngoại duy mình sức khỏe. Rồi. Dạ, rồi, hẹn gặp ngoại sau nếu dạ. Có duyên gặp lại. Dạ, xin phép con đi nha ngoại. Quay được không ạ? Đem về quả thấy không? Dạ thấy. Rồi. Dạ con đưa lên trên mạng á là ngoài Mỹ là chú Chí thấy. Cá không thả hết. Dạ. Con xin phép chào ngoại rồi, nha. Cảm ơn nhiều chú ơi. Dạ. Con chào hai ngoại. Dạ nói cái là ông mình. Dạ. Vui quá. Trong máy à. Ôi, hơi bất ngờ chợ cũng người lớn tuổi còn nhiều quá cô chú anh chị. Cô ơi, dạ con chào cô. Dạ cô ơi, cô bán gì vậy cô? Dạ cô bán bắp à con. Dạ, cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? À... Alo. Hả? À, chưa ừ. Dạ, năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? À, cô năm nay 67 tuổi. 67 hả cô? Ừ. Bây giờ một trái bắp mình bán bao nhiêu cô? Dạ, cô cho con xem cái ở bên trong ruột cái được không cô? Dạ. Dạ, cô lột một trái cho con xem thử. Lột hơi cho nha cô. Dạ. À, vậy là cái này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà cô? Cô mua đi bán lại. Dạ. Rồi một ngày mà nếu cô bán hết nguyên cái này, mình trừ vốn luôn mình còn được bao nhiêu cô? À,
50 ngàn, 100 ngàn. Lợi ích dữ vậy hả cô? Vậy đó là mèo á. Mà cô bán như thế này thì cô có lo cho ai không? Cô lo cho con với cháu ngoại. Dạ. Với chồng. Dạ. Ổng thì lâu ngày ổng bệnh tê, ổng không có đi đâu được hết trơn. Dạ. Dạ, mà thành ra là cô bán cô lo cho nguyên gia đình luôn. Dạ, mà lợi ích như vậy đó ha. Dạ, thì hôm nay ha cũng chia sẻ với cô nha. Bữa nay gặp cô là một cái duyên. Thì con cũng thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ, sẽ có một cái phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Thì chú ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà còn đi mưu sinh vất vả ngoài chợ với cái đồng thu nhập mà ít ỏi. Thì đây là tấm lòng của chú ấy, muốn giúp cho cô và gia đình đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới. Dạ, cô đếm thử coi chú Chí tặng mình bao nhiêu. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cô cảm giác cũng như vui lắm, mừng dữ lắm. Nào dạ, cô buôn bán hàng ngày chứ cũng chưa có được như vậy. Dạ, thương dạ quá. Vậy cô có nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, chú cô cũng cảm ơn chú Chí rất nhiều. Dạ. Tấm lòng hảo tâm với những người khó khăn. Dạ. Dạ. Dạ, cô cho con hỏi thêm cái này cái nữa nha. Cô có bên đạo Phật không? Không, cô không có đạo Phật. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe và mua may mắn đắt. Rồi. Bữa cơm ngon miệng cùng với gia đình, với tấm lòng của chú Chí. Rồi, rồi. Dạ. Cô cảm ơn chú Chí rất nhiều. Mình xin phép cho cô nghe. Chào bán nhé chú. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 63. Dạ, cô bán giấy số hả? Đâu cô cho con coi giấy số đi. Mới vừa bán hết. Cô có số giò không, cho con coi số giò cũng được. À, bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. Là 100 ngàn. Mà cô bị bệnh gì? Bị con mắt chú bị còm mà không thấy đường mà đục, không có tiền. Dạ. Dạ, mà cô còn thấy, cô còn thấy đường không hay là chỉ mờ mờ thôi? Thấy mờ mờ, không còn, còn con này bụm là không thấy chú. Dạ. Rồi hiện tại thì cô bán một ngày 100 tờ thì cô có lo cho ai không? Dạ, cho ông chồng cũng bệnh ở nhà. Dạ. Bị con còn đứa đi học. Dạ, ông chồng bị bệnh gì vậy cô? Cô không bị nhức khớp. Dạ, còn con cô đang học bao nhiêu tuổi mà còn đi học vậy cô? 16 tuổi. Ủa sao cô sanh trễ dữ vậy hả? Dạ, già rồi bắt đầu mới gả đứa lớn rồi, còn đứa nhỏ sau 43 tuổi mới đẻ. Dạ. Rồi giờ là xã thì bị bệnh, dạ, cô thì bị mắc mờ rồi hen. Dạ. Này nó bị còm nữa, dạ, không có tiền đi khám. Đúng. Dạ, tội quá. Bây giờ thấy nó bị đục trắng nguyên cái lòng đen rồi đó. Dạ, nguyên dạ trắng luôn hết trơn luôn. Dạ rồi, thì thấy hoàn cảnh cô cũng khó khăn đó. Dạ. Thôi thì hôm nay ha, thì con cũng chia sẻ với cô. Bữa nay thôi gặp cô cũng là cái duyên. Thêm cái nữa là cô cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Thì bữa nay con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ tặng cho cô một phần quà để cô mua thuốc uống, hoặc là mua thuốc cho chồng của mình, hoặc là lo cho con của mình đỡ được phần nào hay phần đó trong vài ngày sắp tới nha. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ, đây là tấm lòng chú Chí tặng cho cô. Dạ, cô đếm xem mình được bao nhiêu. Dạ, bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Dạ, mừng lắm chú, có tiền đi khám bệnh với chú. Dạ, chú Chí cũng chúc cô ha, sẽ phục hồi sức khỏe của mình, được phần nào đỡ phần đó. Dạ, có một cái buổi cơm ngon cùng với gia đình của mình nha. Dạ, cảm ơn chú luôn. Dạ, chúc cô mua may bán đắt nữa chứ. Dạ. Rồi, xin phép chào cô nha. Dạ. Rồi, cô về nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ, chào cô. Chị gán đợi chút xíu nữa đi ha, để em đi vòng hết chợ mới được. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại mới bán gì vậy ngoại? Trời, bán rau nè con. Dạ, rau này là ngoại hái hay ngoại mua đi bán lại ngoại? Dạ, rồi giờ hái rồi con, chứ không có đi mua bán. Vậy là ngoại hái chị được bao nhiêu đây thôi hen? Ngoại hái bao lâu mới được như đây ngoại? Chiều hái cũng nhiều à, liên dạ buổi chiều luôn à, 1 giờ hái cho tới 5 giờ mới gì à. Trời nắng quá ngoại đi nổi không ngoại? Thì bây giờ mình không bằng lấy gì ăn không? Dạ, phải gán đi hả ngoại? Dạ. Dạ, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Hôm nay 75 tuổi. 75 hả ngoại? Nếu
nếu mà hai cái mâm này ngoại bán hết thì mình được bao nhiêu tiền ngoại? Không, nói nếu mỗi bữa là nhiều rau này rau kia bán cũng được khoảng trăm. Dạ. Còn bữa nay còn ít, còn có rau này với rau này chứ mỗi khi thì có tay tượng. Hồi em ra giúp cho cái bà bán chú bán hết rồi. Dạ. Có tay tượng. Mà lội đi thì vô lúc này nước cạn mắc lầy quá không có nhỏ tư tưởng. Dạ không ạ. Thì hái rau muống, rau ngổ với rau này, rau lan rồi bậy vậy chứ còn lội xuống mày nước cạn nó mắc lầy. Dạ. Mà ngoại có biết bơi không ngoại? À biết bơi mà ở trong ruộng đó. Dạ. Đâu cũng bơi được, ở ngoài sông mình mới bơi được. À dạ. Là hái rau là vô ruộng thôi ngoại ha. À trong ruộng. Dạ. Mà ngoại bán cái này thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Trời ơi, luôn cái thằng già này với đi đám đi tiệc. Dạ. Chứ còn không có lo ai nữa, già rồi còn lo ai nữa, nó lo mình cũng lo rồi thôi. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Ông mới mất 3 năm rồi. Mất 3 năm rồi. Ông vậy bị là... tim. Dạ. Mấy năm trời ông mới chết thì dạ. Hồi tim hồi lúc đó là cũng thuốc hàng ngày. Rồi giờ ông chết rồi giờ tới tu cũng tim nữa. Dạ. Thì cũng mệt vậy ha. À, thiếu máu tim nha, bác sĩ nó nói nặng lắm mà giờ con nghĩ là mình không làm cái gì ăn cũng. Dạ. Giờ phải gắng đi làm. Gắng đi lội để đi hái ngoại ha. Từ cây cọng rau. Dạ. Bây giờ một bó này là ngoại bán bao nhiêu ngoại? À, nó sử dụng 5.000. Dạ, ghé gì không ngoại? Dạ, mà gặp quen quen á. Mình người nào mình mến thì mình lấy có 4.000. Dạ, gâm, gâm, này ta gọi rau gì ngoại? Rau ngổ. Rau ngổ, dạ. Hồi nãy nhỏ kia bán cho nó có 4.000 kệ đi, quen. Dạ. Mình thì nói chung của không vốn. Dạ. Mà nó chứ hái cũng lâu lắm mới được như đây đó chứ. Điều, nhiều đứa nó cũng biết điệu lắm. Nó nói bà già bà hái cực khổ. Dạ. Có nhiều khi nó bo nữa mà. Bo. Nó dụng như 4.000 nó trả 5.000. Dạ. Ờ, có người mua 5.000 nó cho mình 10.000. Dạ. Có nữa. Dạ đó. Tao thấy mình lớn tuổi rồi. Dạ đó. Với lại cái nữa là mình có lao động thì người ta mới thương mình. Đúng không ngoại? Tao biết ăn đi chơi ai thương. Đây. Dạ. Nè, con thấy tay chân à, nè nè, thấy không? Dạ, nó bị đen hết rồi đó. Rồi rồi, rồi đi hái tao. Dạ. Đẹp chứ ai. Dạ. Bởi nên nó ra chợ đưa bàn tay ra mắc cỡ. Bữa nay thì con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay thì gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ sẽ có một cái phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Thì của ít đồng nhiều. Ngoại ha. Thôi được con ơi, ngoại không dám nhận con ơi. Mắc cỡ chết. Tại vì ngoại biết sao không? Con chia sẻ với ngoại luôn. Chú ấy á thì còn trẻ. Và thêm cái nữa là làm ở bên Mỹ. Thành ra là... Ngồi không? Ngồi ghế nè. Dạ được, thành ra là thu nhập cũng được. Nhưng mà chú ấy là thương những người lớn tuổi như là ba mẹ của mình. Thành ra chú ấy rất là thương. Muốn hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi. Đỡ được phần nào hay phần đó nha ngoại. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Mà ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Ngoại không dám nhận nữa con. Dạ. Dạ rồi vì ngoại không có trả ơn là được rồi mắc nợ. Ngoại cứ nhận đi rồi sau này á là nếu ngoại khi nào mà có những cái hữu sự á thì ngoại đem ra ngoại sử dụng. Dạ. Dạ thì đây. Bây giờ nói nè, ngoại già đây chứ ngoại bán rau ngoài rồi. Mua có khi mua 2 tặng 1 mấy bà này cười. Tại vì người ta cũng cho mình nhiều. Dạ đó. Rồi mình phải cho người khác là hơi. Dạ. Mà giờ thôi ngoại. Quá quý. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Chí. Ngoại nhận. Dạ ngoại nhận đi ngoại ha. Ngoại nhận như thế này nè, nếu mà ngoại gặp ai mà khổ hơn nữa mà ngoại cảm giác là khổ hơn ngoại, ngoại muốn giúp thì ngoại sử dụng số tiền này ngoại gửi tặng cho người ta. Nói cái kiểu như bà hai giữ tràm mà đã cho gạo ngoại. Dạ. Rồi ngoại nó ngoại cho lại người ta. Dạ. Rồi ngoại lo cho bà. Dạ. Rồi trời ơi thôi nói vậy đi. Dạ. Thôi đi coi. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Nói vô bà cảm ơn chứ bà không dính nhận đâu, nhận không có trả ơn lại người đó được. Vậy thì thôi bây giờ con hỏi ngoại thêm cái này nha. Ngoại có bên đạo Phật không? À, ngoại thì nói chung là coi như là đạo Phật mà ngoại không có đạo nào hết trơn. Dạ. Ngoại tức cứ làm đồ thì làm lớn á. Dạ. Thì đi chùa đốt nhang rồi cúng Phật thôi. Dạ. Ngoại không có vô đạo tại vì mình nuôi mần ăn không. Dạ. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy niệm Phật với máy nghe giảng kinh Phật, ngoại nhận không? Nếu tặng cái máy thì ngoại nhận không? Không, nhà tôi thì có à, hôm đó ông này chết nè. Dạ. Rồi ở chùa hay gì đó, ta dạ. Ta tụng kinh đó, ta đó. Dạ. Có được cái máy. Ê, rồi chờ để trên bàn thờ tụng kinh hoài vậy. Dạ, còn cái máy này là cái máy giảng pháp. Là người ta đọc vì những cái bài giảng. Dạ, thì có niệm Phật luôn nhưng mà chủ yếu là giảng pháp. Mày có muốn nghe không? Thôi đi con. Để thôi luôn đi không mày ha. Dạ. Cảm ơn cái cháu đó đi, năm nay không biết được nhiêu tuổi kêu cháu. Dạ. Vậy là ngoại
Bây giờ một lần nữa mày mày nhận cho chú Chí vui nha. Biết chừng nào mà có trả ơn người ta con, được. Con nói ngoại nhiều khi á, là mình á, những gặp nhau là một cái duyên. Con gặp ngoại lần này chứ chưa biết sau này con có gặp ngoại không nữa. Thành ra là thôi ngoại nhận cho chú Chí vui. Tại vì chú Chí vẫn còn khả năng làm được rất là nhiều. Đây là mày hỏi đây bán mà Ti là nói à, bán vậy chứ cho không đó. Dạ. Mà nhiều người ta nói bà hái chục khổ mà cho thời ơi cực chứ có gì. Dạ. Vậy thì ngoại nhận. Vậy thì ngoại nhận đi rồi ngoại thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì ngoại giúp lại nha. Nha ngoại ha. Dạ, đây là chú Chí tặng cho ngoại. Ngoại mắc đạo không trả là cho chú đó được. Dạ, ngoại chỉ cần nhắn gửi vài lời với chú ấy là đủ rồi. Đúng vậy. Dạ đây, tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Dạ. Như trên mạng đó mời ta có ơn rồi đó. Con nói cũng cạn lời bà. Dạ con cạn lời luôn rồi đó, ngoại con sa mạc lời luôn rồi đó. Thôi giờ vậy đi. Dạ. Con cho bà mà gửi lời lại thăm chú nó khỏe. Dạ. Cảm ơn chú nó nhiều lắm nha. Chứ dạ. Bà không dám nhận quà, nhận tiền rồi bà không trả được. Dạ. Dạ, dạ không, rồi. Sống dạ không sao. Tại nhiều khi đó là ngoại chỉ cần nhắn gửi vậy là coi như ngoại cũng đã rồi, trả lại cho chú ấy rồi. Nói mà tôi cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cầu chúc cho chú khỏe mạnh nha. Cảm ơn ngoại. Đi làm từ thiện nữa. Dạ. Ngoại ơi ngoại giùm giúp giùm con, ngoại đếm giùm con chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. Được nhiêu được con ơi. Dạ không, ngoại đếm giùm con, tại vì không phải tiền của con á. Dạ không phải tiền của con á, thành ra là để cho chú Chí biết không ngoại. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dạ chưa, chưa đủ. Dạ 15, 16 chưa đủ ra ngoại. 15, 16 là 800 ha. Dạ chưa. Con sẽ thay mặt chú Chí tặng cho ngoại 1 triệu. Dạ. Thật ra là không phải ai cũng sẽ được chú Chí yêu thương như vậy. Nhưng mà do là ngoại, ngoại rất là dễ thương á. Thêm cái nữa là ngoại nói có... chung là ở đây người ai cũng thương. Tôi nói với bà con ở xóm riêng, tôi nói tôi ra chợ không có ai ghét tôi. Dạ. Người là ta thương hết tám người. Dạ đó. Đây nè hỏi mấy cô này, người này dạ. Cho này người kia cho kia. Dạ. Không dám nhận không có trả ơn được. Dạ. Thì chú Chí cũng chúc ngoại ha sẽ giữ gìn sức khỏe của mình luôn lạc quan như vậy, hái được nhiều rau hơn, bán được nhiều khách hàng hơn nha. Bữa nào khỏe thì đi hái, chứ bữa nào không có đi. Dạ và dạ, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng của chú Chí. Con xin phép chào ngoại nha. Rồi à, con cũng cho không biết con hôm nay nhiêu rồi. Con 37. Dạ con thì còn con nhỏ. Dạ xin nói tên gì đi. Dạ cũng gửi lời thăm chú Chí khỏe mạnh. Dạ. Chị cũng cảm ơn chú Chí nhiều lắm. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe ha. Cầu chúc cho chú mừng ăn được. Gia đình mạnh giỏi hết. Chứ giàu. Cảm ơn ngoại, xin phép chào ngoại nha. Dạ. Ngoại bán con mấy bó rau rồi cô chú anh chị. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán cho nhiêu vậy nè. Dạ ngoại bán chuối hả ngoại? Ngoại bán chuối không. Dạ chuối này đâu ngoại có vậy ngoại? Mua bán lại hả ngoại? Mua bán lại con. Dạ bây giờ một nải ngoại bán bao nhiêu ngoại? Này 5.000. Dạ. Chỗ này 7.000. Dạ. 8.000 vậy đó. Sao rẻ dữ vậy ngoại? Vậy chứ bán mắc người ta không mua con. Dạ. Có bữa bà bán chừng 2-3 nải cái bà về rồi. Trời bán mắc bán không có được. Ngày mà kiếm mới khi không được 30.000 nữa. Dạ. Đó là tính luôn cái vốn của mình đó. Vốn luôn á. Chứ mà mình trừ ra thì còn được nhiêu mà. Còn có mấy ngàn bạc đâu. Trời ơi, thương quá. Bà bán nãy là kiếm 1.000. Dạ. Mà họ không tin nữa, họ nói chuối rẻ. Dạ. Bà nói bà mua rẻ là bà mua không có được. Dạ. Người ta lợi người ta bán, mình ta bán hơi mắc. Dạ đúng rồi. Thành ra mua rẻ là mua không có được con. Dạ. Thành ra bà bán có ngày 2-3 nãy chuối hỏi mấy nhỏ rồi. Dạ. Rồi bà về. Dạ, giờ ngày có lợi có mấy ngàn bạc. Ngày lợi mấy ngàn không đủ ăn. Lợi mấy ngàn còn ngoại mua gì ăn ngoại? Mua xôi. Mua xôi không ngoại? Mua xôi. Xôi cũng hết 5.000 không ngoại? Dạ, có người cho. Dạ. Rồi có mấy người đi chợ đó. Dạ. Có cô dưới kia. Dạ. Lần nào cổ lên cũng mua cho. Cho có xôi. Cho xôi. Rồi buổi trưa ngoại ăn gì ngoại? Buổi trưa về. Dạ. Về rồi ăn tiền, rồi tiền đâu mua gạo ngoại?
gạo á, cái bà tờ hai cà bên này bà cho. Trời ơi, coi như là người ta thấy ngoại thương khó khăn quá đó ha. Người này giúp một chút, người kia giúp một chút. Giúp một chút nữa, bà cho hôm rồi đó được 20 kg gạo. 20 kg gạo, dạ vậy cũng đỡ lắm. Bà cho, thấy sự nghiệp bà lắm. Dạ. Bà thấy bà cái bà cho. Dạ. Chứ, thôi mua ngày một lít thì bán cũng đủ chừng không biết được lít hơn lít tới mười mấy ngàn. Bởi vậy bán lời có mấy ngàn à? Lời có mấy ngàn. Dạ. Rồi có khi hổm cái đợt rồi hả, bà lỗ hết trơn, nó thúi, nó hư, nó đồ bán không được á. Nó chín đó. Nó chín quá rồi. Bán không kịp. Bán không kịp. Nó thành ra là bị lỗ. Bị lỗ. Dạ. Lỗ hoài. Dạ. Mà ngoại mà mình bán như thế này mình có lo cho ai không ngoại? Không. Bà ăn mình bà. Không ngoại còn không ngoại. Không, ổng mất lâu lắm à. Dạ. Còn con cháu thì sao ngoại? Con cháu nghèo lắm con. Dạ. Nó đi nơi đứa hết. Dạ. Thì mình ăn không hả? Dạ. Đi xa. Dạ. Bà được hai ba đứa vậy đó mà nó đi xa. Dạ. Thấy tội nghiệp ngoại quá à. Thấy ngoại còn khổ hơn ngoại bên kia nữa luôn á. Không. Nó là bà. Dạ. Con đông. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Mà ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 87 rồi con. 87 hả ngoại? Trời ơi, vậy bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Cũng đỡ. Dạ. Cũng nghe ngày nào cũng phải mua liều thuốc uống vậy đó. Dạ. Ngoại tới 87 tuổi rồi hả? 87. Ồ, con hơi bất ngờ luôn á. Tuổi mèo á. Dạ. Bà 87 á. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt một chú nhà hảo tâm. Đó là chú Chí ở tại Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ để cho ngoại muốn ăn gì ăn hoặc là ngoại có bị đau nhức gì đó thì ngoại có thể dùng nó để mua thuốc uống để mình bớt được cái cơn đau nhức trong khoảng thời gian tiếp theo của cuộc đời này. Thì đây là tấm lòng của chú Chí con thay mặt tặng cho ngoại. Dạ. Cảm ơn con rất nhiều nha. Dạ. Dạ. Bây nói giờ... ra gửi lời là cảm ơn chú Chí. Chú Chí. Dạ. Là nhiều lắm. Dạ. Thì bây giờ ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu nha. Dạ, 14 tờ là ngoại biết bao nhiêu không? Đấy trời, 700 hả? 700, trời không ngoại tính hay chứ ngoại? Ngoại 80 mấy tuổi ngoại tính vậy là hay lắm luôn á. Trời ơi, ngoại minh mẫn lắm. Dạ, trời ơi, chúc mừng ngoại. Ừ. Dạ, rồi bữa rồi con đeo thêm cho ngoại nhiêu đây nữa, ngoại đếm coi được nhiêu nha ngoại. Ừ. Dạ, đây là chú Chí tặng thêm cho ngoại đó, ngoại đếm thêm đi ngoại. Nhiêu rồi? Dạ, hồi nãy là được 14 tờ rồi đó. 15 16 Dạ. 17 18, 19, 20. Dạ, vậy là được nhiêu ngoài? 7 triệu, 5 triệu. 20 tờ, 50 là ngoài được nhiêu ngoài? Được 1 triệu hả? Dạ, được 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Được 1 triệu. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Vui quá vui. Dạ. Vì ăn ngon ngủ yên à. Dạ. Được nhiêu ngày ngoại ăn ngon ngủ yên được nhiêu ngày ngoại? Chắc được lâu à. Dạ lâu luôn ha ngoại. Ừ. Dạ. Vì mình ăn nhím chút. Dạ. Dạ thấy thương không? Ừ. Dạ sống cực quá rồi ngoại ha. Sống cực quá. Bởi thành ra giờ nhận được chỗ gì quý quá. Buồn á. Tối ngủ không được. Dạ, tối ngủ không được không ạ? Không. Nhớ vụ này vụ kia mình khổ sở rồi này. Dạ. kia nọ đó. Dạ. Rồi mình ngủ không được. Dạ. À, đêm dạ. nào cũng vậy thức. Cỡ 12 giờ thức tới sáng. Dạ. Rồi 4 giờ rưỡi cái lo đi chợ. Dạ. Bữa nào cũng y chang vậy. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một cái nha. Ngoại có bên đạo Phật không? Bà đạo mỗi lần á, đạo Thiên Chúa. Dạ. Rồi bây giờ á thì qua bên đây thì ở nhà cha mẹ đạo Phật. Dạ. Rồi bà ở bên đây. Dạ. Vậy á. Vậy là ngoại có muốn nghe niệm ngoại có muốn nghe niệm Phật hay là nghe giảng kinh Phật không ngoại? Có. Có hổm ai cho ngoại cái máy nữa nè. Dạ, rồi ngoại nghe chưa? Nghe rồi. Mà bây giờ ngoại còn không? Còn mấy tháng nay. Dạ. Bả cho cái bả đi đâu ngoài Đà Lạt Vũng Tàu gì đó. Dạ. Bả mua gì bả cho cái máy bả lớn này nè. Dạ. Vậy là ngoài có rồi ha. Dạ. Bà biểu tối bà mở bà nghe bà dạ. ngủ. Dạ. Thì con cũng hy vọng ngày hôm nay
với sự giúp đỡ của chú Chí cũng đỡ được cho ngoại phần nào đó ngoài những cái buổi cơm ngon sau này. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng của chú Chí ngoại ha. Nói vậy là bà cảm ơn rất là nhiều. Không biết chừng nào quên được không. Thôi mà mình lắm đó con. Con mình xin phép con chào tạm biệt ngoại nha. Con về khỏe nha. Cảm ơn gửi lời chú Chí nhiều nha. Cảm ơn ngoại. Con xin phép nha. Con ơi. Con mời ngoại ạ. Mình năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 73. Bây giờ ngoại đang làm công việc gì? Đi bán vé số không? Bữa bán được không qua té tại gò trơn con ơi. Dạ đâu ngoại? Đây nè, con coi nào, qua từ té nè. Cái đầu gối thì nó chưng bây giờ về nè, cái hôm qua tao đỡ lên. Ngoại đi ngoại bị xe quẹt hay sao? Tự nhiên té vô cái sập cua người ta. Con nghĩ là cái chân của mình đó ha. Nó đau quá, khớp bên này nó teo vậy nè. Nó leo về, nó phù về đi chứ phù đi không nổi, nó té hoài luôn. Bây giờ một ngày ngoài bán được bao nhiêu tờ? Bán ngày có 60 tờ mà đi tới chiều luôn á. Sao ngoài bán ít dữ vậy ngoài? Đi không nổi, đi có bữa đi vô bệnh viện bán cái mệt quá, nằm ra cái hồi cái nó xong mà lão mồ hôi hết. Cái vô mấy người mà ở trong bệnh viện người ta mới bà sáng ăn gì chưa, nó chưa. Nhà bà hạ tâm thi bà đi ăn đi, chứ xuống căng tin ở đi xuống với từ thiện xin cô trang ăn miếng, cái nằm chừng tiếng hộ tỉnh cái đi nữa. Mà ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho ai không? Có thằng cháu nội với mẹ nó bỏ rồi 4 tháng. Còn ông ngoại thì sao ngoại? Đi mà vô chùa ở mất tiêu mấy chục năm nay rồi con ơi. Vô chùa ở luôn. Vậy là coi như bỏ mình ngoại với cháu luôn. Con có ở chung với ngoại không? Có thằng trai thứ hai nó té xe, nó mận trên miền Dương té cái gì đó, phải sợ anh vậy, nó cũng không được bình tĩnh á, rồi cái gì cũng nuôi nó nữa, thành ra bán nhức đầu quá, nằm nhà cái nhà mà út có nói nha, có hôm này là con cho tiền cái gì mới ngồi, mấy ngoại mới ngồi dễ ngồi đâu nổi đâu. Con hiểu rồi. Hôm nay thì chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ có một cái phần quà nho nhỏ muốn tặng cho ngoại để cho ngoại đỡ vất vả, hoặc là khi mà ngoại đau nhức thì ngoại dùng số tiền ấy để mua thuốc uống nha. Mừng quá con ơi, thiệt à. Đây là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại. Ngoại đếm giùm con coi ngoại được bao nhiêu. 550 Dạ 500. Mừng quá trời con ơi, mừng khóc luôn á con. Vậy mà cảm ơn chú Chí hảo tâm mà giúp đỡ cho bà có tiền bà mua thuốc men cho cháu ăn, rồi bà cũng cảm ơn con. Hảo tâm nha con. Vậy thì ngoại cho con hỏi cái nữa, ngoại có bên đạo Phật không? Có. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh hay nghe Nghe mỗi pháp ngày luôn con. Nghe đi chùa tùm lum luôn. Nhưng ngoại có cái máy để nghe không á? Cái máy đi. Hồi đó mấy bà từ thiện thành phố xuống cho được, giờ nó hư rồi. Hư cái máy rồi, cái này để ra sửa tí, nó hư sửa đâu được. Vậy thì bữa nay con xin chú Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy mới nha. Mừng quá trời mừng. Máy niệm Phật, máy nghe giảng kinh. Nghe kinh đồ. Ngoại lấy giùm con cái đi ngoại. Trời em mừng quá trời luôn. Rồi ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng của chú Chí nha. Rồi bệnh hoài con, bệnh đủ bệnh đại tràng rồi ấy đồ đủ hết. Ngoại gắng phục hồi sức khỏe nha ngoại. Xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn con chú Chí rồi nghe con. Cảm ơn con dồi dào sức khỏe, khỏe mạnh hoài á. Cảm ơn ngoại. Con chào ngoại nha. Con đi ạ. Đây em thấy được 3 chỗ bán gạo luôn nè cô chú. Đây em mời cô chú anh chị đi sập thịt nha, đi chợ cá ở đây. Thịt thì được chắc khoảng 6 sạp.
Chị năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 42. Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Chị bán được, chị hết chị đi, chị bán 80 tờ. Sao chị bán ít chị vậy? Nhiều người bán quá. Nhiều người bán. Chị bán vậy chị có lo cho ai không? Lo cho con của chị có một đứa. À. Nó... bao nhiêu tuổi rồi chị? Nó 2 tuổi. 2 tuổi. Ba hai... nó bỏ nó hồi nó còn một tuổi mấy bây giờ. À. 12 tuổi hả? À, hai học học lớp mấy lớp à? 2. Lớp 2 là 8 tuổi. Ờ, vậy là 8 tuổi. Vậy là một mình chị lo ha. Ờ, chị bán số có nhiêu anh nhiêu á. Em nghĩ là chắc chị cũng khó khăn lắm đúng không? Dạ. Mà thành ra là em thấy chị đón em từ ngoài luôn. Dạ đúng. Dạ. Nhà nước cho cái nhà từ thiện á. À. Con ở. Vậy là nhà chị khó khăn lắm rồi đó. Thì hôm nay gặp chị là cái duyên. Em sẽ xin chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ để tặng cho hai mẹ con chị 10 kg gạo nha. Thì củ ít lòng nhiều. Chú Chí chúc chị sức khỏe và con của mình ngon miệng. Dạ, cảm ơn chú Chí nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn em luôn. Dạ, bữa nay chị nhận được phần quà này chị cảm giác như thế nào? Dạ, chị vui lắm. Dạ, thì tại vì chú Chí à, ngày hôm nay là chỉ gửi người lớn tuổi thôi. Dạ. Tuy nhiên chị là hoàn cảnh đặc biệt, nên là chị đừng có nói với những người khác. Dạ. Nha. Dạ rồi. Dạ, thôi chị đi bán tiếp nha. Chú Chí chúc gia đình ngon miệng và chị mua mai bán đắt. Dạ. Cảm ơn chị. Xin phép chờ chị nha. Dạ. Chị đừng có nói với mấy chị khác nha. Để em ra ngoài bờ sông này em thấy cũng đẹp đẹp. Sông này cũng khá lớn nè cô chú anh chị ha. Đây bà con bán cá đa số là bán ở trên sạp luôn nè cô chú anh chị ha. Bán cá có 2 sạp à. Với 1 sạp dưới này, 3 sạp dưới này nữa là được 5 sạp. 6 sạp thịt, 5 sạp cá, đúng là ngôi chợ khá là nhỏ luôn. Tuy nhiên cô chú anh chị thấy thì hoàn cảnh lớn tuổi cũng có đúng không ạ? Có mà rất là dễ thương luôn. Mời cô chú anh chị đi vô kiosk nha. Kiosk bây giờ đa số là đều giống nhau và chỉ có kiosk ở chợ Tịnh Biên là em thấy là mở đủ mà đông vui thôi. Ngoài ra những chợ miền Tây bây giờ quá là vắng luôn. À, ở đây có một cái đại lý vé số quốc danh. Rồi chúc mấy anh sức khỏe nha. Chúc mấy anh chị sức khỏe. Dạ cảm ơn ngoại, chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ rồi. Anh đi cho từ thiện không để em chỉ anh chú cho mà anh cho mấy người mà bệnh đó. Mình chỉ cho ở ngoài chợ thôi chứ mình không có vô nhà nha. Chị thông cảm nha. À, cảm ơn chị. Cái này làm sao đây? Đây con chỉ cho ngoại nha. Cô hướng dẫn cho ngoại. Thì bây giờ á ngoài mở á, ngoài gạt cái nút trắng này qua nè ngoại. Ngoài gạt qua đi ngoại. Gạt qua đâu? Dạ ngoài gạt qua đầu, ngoài gạt đó không được thì ngoài gạt ngược lại. Rồi rồi, gạt rồi nè. Ngoài đẩy qua đây nè ngoại. Rồi, ngoại thấy nó lên đèn chưa? Lên nó lên đèn là vô rồi đó. Lên rồi. Rồi bây giờ ngoại nghe nha. Bây giờ hiện tại là đang là niệm Phật nè. Bây giờ là đang niệm Phật.
Nãy giờ xong con lên á. Còn ngoại muốn nghe giảng kinh này ngoại bấm mấy cái số cho này nè ngoại. Số máy nha. Mà nhấn số nào cũng được nha. Ngoại bấm cái này. Cái này thì cái cục sạc. Cái này khi nào mà máy này nó hết pin á, nó tắt á là ngoại ghim vô lỗ này. Còn cái đầu này ngoại ghim vô cái cục kia đâu rồi ạ? Cái cục kia đâu rồi ngoại? Nó còn cái cục trắng trắng nữa. Ngoại kiếm đâu ở trong vỏ đó. Vậy là gắn vô cái kia phải không? Dạ đúng rồi. Để, còn cái đầu đầu dẹp dẹp nhỏ nhỏ này là ghim vô đây. Là sạc phải không? Dạ, còn cái cục này là nguyên ghim vô cái cục kia. Rồi, còn ghim vô ổ điện ha. Dạ, rồi, ngoại nhớ chưa? Nãy giờ trong con lên đó. Rồi thôi ngoại giữ sức khỏe nha. Là chắc đi được khác rồi, ta đâu có được đâu. Dạ. Đi lên. Xin phép nha. Dạ. Dạ rồi, chợ ở Mỹ thí nghiệm qua nè. Mỹ Khuê. Chợ Mỹ Khuê, Càng Long, chợ Vinh. Xe đi chạy thôi nó nguy hiểm quá. Rồi bây giờ em sẽ tổng hợp lại số tiền mà em còn em phát trong ngày hôm nay từ tấm lòng của anh Chí là 10 triệu nha cô chú chị. Còn còn đóng luôn. 3 4 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 80 là em còn 4 triệu. Vậy là em phát chỉ có 6 triệu thôi. Từ tấm lòng của anh Chí Nguyễn trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng anh Chí cũng như là cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Thì em mến chúc anh Chí cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều sự may mắn trong công việc của mình, gặp nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Chúc cô chú anh chị xem video an lành, hạnh phúc.